Linh kiện điện tử 3M sẽ giới thiệu tới các bạn bộ kit học tập 8051 Pro. Đây là bộ kit thích hợp dành cho các bạn mới học về 8051. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bộ kit này. Trên đây là phần chính của bộ kit, các bạn có thể thấy là đây là main board chính của nó. Ngoài ra bộ kit này sẽ đi kèm những phụ kiện giúp các bạn học tập. Mình xin giới thiệu tới các bạn các phụ kiện đi kèm trước. Đó là động cơ 3.9V có các thanh căng cọc, LCD màn hình hiển thị LCD 16:2, cáp nối nguồn micro USB, remote hồng ngoại 21 phím, và cuối cùng là DVD đi kèm do nhà sản xuất cung cấp. Bên trong nó sẽ có các cốt mẫu và các semantic về bộ kit này để các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên là bên mình đã làm tốt hướng dẫn bằng tiếng Việt giúp các bạn có thể dễ dàng học tập với bộ kit này hơn ở trang web chuanchanh.vn ở mục tài liệu đồ án. Quay trở lại với phần chính của bộ kit thì mình xin giới thiệu với các bạn. Phần chính của nó bắt đầu mình muốn giới thiệu đó là phần vi điều khiển sử dụng chip 89S52 chuẩn nạp ISP, và đây là các RAM mở rộng dùng cho các bạn có thể kết nối mở rộng tới các thiết bị bên ngoài. Các bạn có thể cắm breadboard để kết nối với các module bên ngoài thêm. Đây là phần nối nguồn, cổng micro USB nối nguồn, và đây là công tắc nguồn. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu tới các bạn các bài học trên bộ kit này đã tích hợp sẵn. Bài học đầu tiên và đơn giản nhất đó là điều khiển nét đơn, ma trận phím, led ma trận 8x8. Các bạn có thể thấy đây là hai RAM cái, nó dùng để kết nối với LCD. Bên ngoài là RAM để kết nối LCD 16:2. Phía bên trong thanh dài hơn là kết nối LCD 20:4. Ở đây là led thu hồng ngoại IR1838. Về phía bên này thì bài đơn giản nhất đó là các phím đơn CH340 để các bạn kết nối UART. Ngoài ra thì đây là khối thời gian thực DS1302, các bạn thấy đây, khối thời gian thực EEPROM 24C02. Bộ kit này được trang bị EEPROM 24C02. Đây là khối DA AD, thì có là cảm biến ánh sáng và cảm biến nhiệt độ là TC. Ở phía trên đây là led bảy thanh, đây là cảm biến nhiệt độ DS18B20. Phía bên này các bạn có thể thấy RAM chờ, đây là các bài tập liên quan đến điều khiển động cơ. Phía trên là động cơ bước, các bạn có thể thấy là nó có các cực này, điều khiển động cơ bước và có chip. Thì trên đây mình cho trời HN.vn đã giới thiệu tới các bạn về bộ kit 8051 Pro với những chức năng nổi bật nhất của bộ kit này. Và theo cho trời HN.vn thì khi các bạn mới tiếp cận tới môn vi điều khiển với vi điều khiển 8051 thì đây là bộ kit thích hợp nhất dành cho các bạn mới tiếp cận. Về tất cả những tài liệu liên quan tới bộ kit này thì bên mình đã có tút hướng dẫn ở website chuanchanh.vn ở mục tài liệu đồ án. Thì các bạn khi gặp khó khăn thì các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu ở mục trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. chuanchanh.vn. Chúc